Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc ốp của iPhone 13 Pro Max của thương hiệu UAG Pathfinder Wide MagSafe. Thì cái ốp này mình mua ở Safenet với giá là 1.260.000. Và bây giờ trên tay mình đây, người ta là chiếc ốp UAG rất là đẹp. Ốp này thì mình đã dùng được hơn một tuần rồi. Hôm nay mình bóc ra thì mình quay cho các bạn xem. Chiếc ốp gọi là rất là chắc chắn, đến từ thương hiệu UAG của Mỹ, thương hiệu Mỹ chống va độc, chống rơi vỡ ở độ cao. Con này thì mình nghe hình như là đợt đấy là có tìm hiểu là rơi ở độ cao 4 mét. Chỗ ốp này là được làm được vật liệu cao cấp ấy, đạt tiêu chuẩn rơi của quân đội Mỹ thả rơi, có cấu trúc là hai lớp, là bao gồm là một lớp bên ngoài và một lớp bên trong là đệm theo kiểu tổ ong ấy các bạn, mang đến khả năng chống va đập rất là tốt luôn. Chiếc ốp này thì còn có thêm cả chức năng mới là MagSafe nữa, sạc MagSafe các thứ xịn sò. Đấy, bên ngoài cũng là một hình MagSafe, được 4 con ốc, 3 con ốc chứ 2 3. Thì cái này này thì cầm lắm, rất là sướng luôn các bạn ạ. Rất là sướng luôn. Mình đã cầm rất nhiều cái ốp của UAG. Mình ra ngoài quán mình thử mình cầm thì những chiếc khác mình thấy nó rất là cứng. Và các đời trước của UAG ấy, nó rất là cứng. Phần này của nó rất là dày dặn này. Khi ốp vào iPhone thì nó rất là bó sát cái iPhone luôn. Viền này nó sẽ nhô cao hơn này các bạn này. Bảo vệ khi các bạn úp iPhone xuống như thế này thì nó sẽ bảo vệ được màn hình. Cam viền camera này cũng nhô lên bảo vệ camera của các bạn. Đây. Đấy. Rất là đẹp các bạn ạ. Cái máy iPhone của mình thì 13 Pro Max mình đang quay rồi, mình không úp lên được. Rất là sướng. Màu xám rất là đẹp. Là xịn sò. Quay kỹ các chi tiết cho các bạn xem nhé. Các nút bấm này rất là dễ bấm luôn. Chống pháo không được. Các bạn một chiếc ốp này dùng iPhone thì rơi vỡ tuyệt vời luôn.